Ok, và hello xin chào các bạn. Và các bạn biết gì không? Kênh YouTube, kênh YouTube Hành Tinh Sàn của Đạt đã có hơn 100 người subscribers. Yeah, bạn đâu giữa tay nè, quá lỗ luôn đúng không? Ok, và ok, sáng nay Đạt có hai tiết toán số nha. Đạo hàm. Ô trời má ơi, đạo hàm nha. UVVU nha. Ok. Và à đây, bạn Hà được lên hình nữa nè. Đó, rồi xong. Đó, bạn Hà lên hình một cái rồi, bạn Hà im phăng phắc. Bạn Hà xuống hình một cái hả? Bạn Hà nói chuyện như gì vậy? Đó, đánh gì vậy? Không, ốp lưng không đẹp nha. Đâu? Ơi, ốp lưng của chị Hà quá là xấu luôn đúng không? Ok. Nha, hai tiết toán xong rồi, tiết giáo dục công dân và tiết Anh nha. Quá là ổn. Chị đã có hai tiết thể dục, tiết sinh và tiết toán. Hai da. Hôm nay có ba tiết toán lận á. Ok. Và kênh TikTok A Cộng Hành Tinh Sàn của Đạt đã cán mốc 200 người followers. Và xin cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Ok. Bye bye nha. Xin chào. Tạm biệt. Hello. Lớp 11A1 đến 11A9 ở khu B. Tem nhân tống về sân giữa. Wow, ok nha. Bây giờ Đạt sẽ ra sân trước để chuẩn bị tập thể dục nha. Quá là ổn. Anh Thịnh ơi. Đây chính là anh Thịnh. Hello. Đó, ok, quá là ổn nha. Okay. Bây giờ là Đạt sẽ ra tập thể dục nha. Chị Giang đang chuẩn bị làm bao bồi. Người trong bao. Đúng không chị Giang? Hai da, ok. Không phải. Và Đạt đang ở trong giờ ra chơi nha. Và chút nữa Đạt sẽ có tiết giáo dục công dân và tiếng Anh. Quá lộn. Nha. Đây, các bạn thấy gì không? Áo mưa nha. Nhưng đó. Ngày nào mà Đạt đem áo mưa thì ngày đó rất là nắng. Ngày nào mà Đạt bỏ áo mưa ở nhà thì Đạt thì ông trời ông mưa rất là lớn luôn. Hai giờ kiên. Chị Hà đang làm gì vậy? Gì đây? Tiểu Cường, đó Tiểu Cường nha các bạn, đó Tiểu Cường quá là ổn rồi. Và ok, các bạn trên này đang chơi cờ vây. Đó, cờ vây, quá là ổn. Đánh kim hả? Không. Đây chính là quay, chứ không phải là trực tiếp nha các bạn, quá là ổn nha. Ok, đây chính là bạn Hữu Nghĩa. Và đây chính là bạn Minh Chiết. Và hai bạn đó đang chơi cờ vây với nhau nha. Quá lộn. Chị Thư cười gì vậy chị Thư? Hello, ok, quá lộn. Nè anh Bảo nè. Anh Bảo. Hai da, anh Bảo quay ra kia rồi. Anh Bảo da, các bạn thấy bạn đó không? Đó là bạn Tiên nha. Hai da, Đạt đang quay mà bạn Tiên lại bấm nút dừng quay. Hai da. Quá là buồn, bro. Ok, các bạn đang chơi đánh bóng chạy. Ai ngồi ta? Đừng có chó vô, chó vô, chạy vô lộn rồi. Sống của mình nó còn phải cái lộn nha. Vô, 2, 3, vô. Ok, ra, tiếng mẹ. Nó. Hello và xin chào các bạn. Và ok, và Đạt đã đến nha. Sảnh A, sân A nha. Để tập thể dục, quá lộn. Và ok. Đó, chị Giang nè. Ờ, quá là đã luôn. Ok. Kéo bên lòng. Hai da, ok, quá lộn. Bye bye. Các bạn thấy gì không? Bạn Tiến Đạt đang thi đá cầu nha. Ok. Haiya, fuyu. Đạt đã đạt rồi nha. Đạt đã đạt rồi. Quá là. Ok, đó. Bạn Tiến Đạt. Hello, xin chào các bạn nha. Và ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau coi bạn Hữu Nghĩa đánh cầu nha. Đó, chính là bạn Hữu Nghĩa nè nha các bạn. Đó. Đó, bạn Nghĩa nhìn chiến lắm. Đó. Và ok nè. Coi bạn An phát cầu qua nha. Đó. Hay da. Bạn Nghĩa rất là chiến. Nhưng mà nãy giờ bạn Nghĩa bị bạn An đè bẹp hoài. Hay da. Quá là pro cho bạn Nghĩa. Đó. Nhìn bạn Nghĩa khỏe vậy thôi chứ bạn Nghĩa thổi như chết vậy. Bạn Nghĩa ngồi luôn rồi. Quá là ổn nha. Ok. Bye bye. Các bạn thấy gì không? Đó, chữ sai. Hai da, quá là buồn luôn. Thầy sửa hai lần và thầy sai hai lần luôn. Quá là pro. Và xin cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn nhớ like, share và subscribe kênh Hành Tinh Sàn. Xin cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Ở đâu bye bye? Quá lộn.